Những ai không nên ăn dứa, ngộ độc dẫn đến tiêu người bệnh tiểu đường, dạ dày, đang dùng thuốc kháng sinh, chống đông máu, trầm cảm nên hạn chế ăn dứa do các chất trong quả này có thể gây tác dụng phụ. Ngày 29 tháng 5, bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, khoa y học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dứa là trái cây nhiệt đới, giàu vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa, có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, dứa còn hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch, điều trị chứng khó tiêu. Tuy nhiên, khi ăn dứa, mọi người cần cắt gọt hết các mắt, vì bộ phận này chứa một số nấm như candida, nếu ăn phải rất dễ bị ngộ độc. Dứa cũng chứa hàm lượng carbohydrate và đường cao, do đó người bệnh tiểu đường cần thận trọng. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều vitamin C trong dứa có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc ợ nóng. Dứa có thành phần axit, uống quá nhiều sẽ gây sâu răng. Một số người có thể cảm thấy rát hoặc khó chịu trong miệng, môi hoặc lưỡi sau khi uống nước dứa. Đây là tác dụng phụ do enzyme bromelain gây nên. Lượng bromelain cực cao cũng có thể gây phát ban da, nôn mửa, tiêu chảy và chảy máu kinh nguyệt nhiều. Người dùng thuốc kháng sinh, chống đông máu, làm loãng máu, chống co giật, benzodiazepine, thuốc trị mất ngủ và chống trầm cảm không nên ăn quá nhiều dứa. Bromelain có thể kháng tiểu cầu lên máu, làm tăng khả năng chảy máu quá mức. Do đó, bạn cần tránh sử dụng bromelain trước và sau phẫu thuật. Trao đổi với bác sĩ chuyên môn hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể. Ăn dứa chưa chín có thể gây ngộ độc dẫn đến tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng. Ngoài ra, nên tránh ăn lõi dứa, bởi các sợi xơ khả năng gây cản trở hệ thống tiêu hóa và đầy hơi trứng. Quả dứa có nhiều axit hữu cơ và enzyme bromelain có tác dụng làm tiêu protein, không có lợi cho người đau dạ dày, làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày. Nếu ăn dứa tươi vào lúc đói, các axit hữu cơ của dứa và bromelain tác động vào niêm mạc dạ dày, ruột, gây nôn nao, khó chịu.